phụ là hốt hốt từ trong ra ngoài luôn, hốt từ trên xuống dưới luôn, để cục bột lên xong rồi anh chị em nhớ đưa cục bột vô, nhớ không, nhớ tình yêu chị không đó, rồi đẩy nhẹ nhẹ lên, đẩy nhẹ nhẹ lên để cho nó mỏng, đừng có để cho nó dày, nhớ nghiêng xuống, nó đang còn chảy thì nghiêng xuống, nhớ tém vô nha. À, nhớ tém vô, nghiêng qua nghiêng lại, bữa chỉ rồi đúng không, nghiêng qua nghiêng lại ấp. Ok đó, sao mình vuốt, nhớ nghiêng qua nghiêng lại, vuốt vuốt vô, nghiêng qua nghiêng lại, vuốt vô, đắp cho nó dày ở chính giữa, nhớ không, cho nó dày ở giữa thì nó không có bị gãy đó, nhớ không, nhớ không, đó là mình vuốt, vuốt cho nó dày ở giữa là hai bên nè, vuốt hai bên nhẹ nhẹ cái tay nè, vuốt hai bên nè, nhẹ nhẹ cái tay nè, đừng có bỏ để một cái chạy tùm lum có đánh nó, nhớ không, vuốt từ từ xuống thôi chứ không có đánh, đánh bập 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 gì nó chạy qua bên đây mất công nữa, mình chỉ vuốt nhẹ nhẹ xuống thôi là nó xuống hết rồi. Đó, vuốt nhẹ nhẹ nó xuống, vuốt xuống đó, nó dày chính giữa không có bị gãy. Đó, chưa nhúng nước cọ là phải nhúng nước để cho nó được cái dính bột, nhớ không, đó vuốt tiếp tục, vuốt chừng nào ra tới đầu móng thôi, xong rồi ụp nhẹ xuống cái rồi mới đẩy cái này vô nhẹ nhẹ đó, đẩy cái này vô nhẹ nhẹ nhớ không. Đó, rồi tém hai bên thấy chưa, tém hai bên rồi xong rồi mới móc cái cục bột dư ra này. Đó chỉnh làm chút xíu rồi sau đó mình làm cái gì nhớ không, sau đó là mình cho cục nhỏ xíu trên cái đầu móng, cho chút xíu cục bột trên cái đầu móng cho nó, cho trong cái móng cho nó đẹp, cho nó đầy đủ bột trong đó, cái khung giữa nó không có bị vuốt xuống nhá, bên đây cũng vậy nữa đó nhớ không, đó đập 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 kéo xuống, đập 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 kéo xuống, bây giờ đó, nhớ nhớ là như vậy nha. Rồi xong rồi bây giờ mình đập tiếp tục ở đây, nhớ nha mọi người, móng dài rất là khó nhưng mà lấy cục bột là phải nhiều nha, lấy cục bột phải nhiều lên đó, coi tình yêu nè, lấy cục bột nè, lấy cục bột mà thấy chưa, dày nè, thấp xuống nè, nè bỏ lên nhẹ nè, ba để nhẹ lên nè, hở cắt cái đi cô chút xíu nè, để mình đẩy bột cho nó dễ nè, đó để nghiêng vô cục bột vô liền nè, để nhẹ vô nè, chưa, đẩy nhẹ nhẹ lên, nhớ đấy, đẩy mỏng mỏng thôi, đừng có đẩy dày quá, để dày quá nó tràn qua da, nhớ tình yêu chỉ không, đó nhớ nghiêng qua nghiêng lại để cục bột để mới thấy đường, nghiêng qua nghiêng lại rồi vuốt xuống, thấy không, nhớ thì vuốt xuống, nhớ sao cái cọ của mình là phải nằm nghiêng 45 độ vô trong đó, ok, bột tự động nó chạy vô. Bữa tình yêu có chị hết rồi, giờ chỉ ôn bài thôi, vuốt hai bên, nhớ vuốt hai bên nè, vuốt hai bên, đừng có để cho bột nó tràn ra chính giữa, vuốt hai bên để cho chính giữa nó dày, không, vuốt hai bên, vuốt hai bên, vuốt ở giữa, vuốt hai bên, vuốt hai bên, vuốt ở giữa, vuốt tiếp tục cứ việc vuốt, vuốt hai bên, tém vô, vuốt hai bên, vuốt, vuốt hai bên, nhớ lúc nào cũng vuốt hai bên nha, coi bên đây nó tém là tém vô là cho nó đừng có tràn ra, nó bầu lên cái móng này đó, đẩy vô nè, đó, bột dư ra nè, bột dư ra chút xíu nè, đó dư chút xíu thôi, ém vô nè, ém nè, ém nhớ ém vô nè, nhớ ém vô, thấy không, nhớ ém vô. Cũng muốn học mà không biết khi nào tình yêu mở lớp, dạ tháng 2 em còn mấy chỗ á chị, muốn học thì đăng ký nha. Anh chị em nào muốn học thì đăng ký số điện thoại 832-216-7717 hoặc là số điện thoại của tình yêu là 281-702-8760. Còn không nữa vô Messenger của tình yêu á, nhắn tin là tình yêu sẽ trả lời ha. Tháng 2 tình yêu có lớp, bây giờ hiện tại tình yêu có 22-23 người gì đó rồi. Anh chị em nào muốn học thì còn mấy chỗ, chị em nào muốn học thì đi học. Gọi hỏi. Rồi xong xuôi, nhớ lấy bột, nhớ lấy bị thiếu bột đang kéo bị hụt đầu thì sao anh, hụt đầu thì lấy cục bột bỏ vuốt lên thôi chứ giờ sao, bỏ tay thôi, nếu mà nó thiếu rồi chỉ có vuốt cục bột lên thôi,
bỏ lên nè, thấm nè, bỏ lên nè, thấy không, coi nè, bỏ lên nè. Nếu anh chị em á mà bỏ như vậy á, anh chị em bỏ lui về phía sau, nếu mà nó bị thiếu ở dưới anh chị em bỏ sâu sâu xuống dưới, bỏ cục bột này nó ở phía sau sau một chút, đừng có bỏ lên sát lên trên kia đi cồ quá, bỏ lui lại thì mình có cục bột nó dư nó dễ hơn. Nó giờ mình đập mình đẩy lên thì nó dễ, nhưng mà khi mà nó thiếu bột là mệt, nó thiếu bột là mình hơi mệt, thì mình bỏ cục bột nằm ở giữa cái móng mà đẩy lên nó dễ hơn. Thà là nó thiếu ở trên, nó thiếu ở trên là dễ hơn thiếu ở dưới, thấy không? Cho nên là mình phải bỏ ngay giữa thôi, mình bỏ ngay giữa là ha, cái móng là thấy không, tình yêu đất rồi ha. Thà là nó thiếu trên đầu, nếu mà nó là vậy, nó thiếu trên đầu thì mình dễ chêm hơn là ở dưới mình chêm lên, hiểu không? Thì mình chêm ở dưới, mình chêm ở trên nó dễ hơn là chêm ở dưới đó. Chị em thấy tình yêu đất cục bột không, thấy không? Ví dụ như vậy thì mình phải đắp cục bột nha, giờ mình chêm nè. Tại vì sao? Nó dày ở dưới nè, nó dày ở dưới mình dễ hơn nè, nó dày đều bột nè, rồi mình ém nè, rồi mình ém nè. Móng dài thì mình lấy nó đầy đủ thì nó good hơn là mình đó, đầy đủ thì nó good hơn là bây giờ đó, em thấy không, thì nó yếu rồi đó, vuốt tiếp tục nè, vuốt chưa nào mới ra nè. Đó, giờ mình quẹt xuống cái nhẹ, lấy đẩy dư nhẹ nè, tém hai bên nè, tém hai bên nè, đó, lấy cục bột dư ra nè, đó, thấy không? Rồi mình tém vô nè, tém vô, đừng có để cho nó dư. Thiếu trên nè, cho miếng nè, đó, thiếu miếng cho miếng, đó, thiếu miếng cho miếng nè, đó, thiếu miếng cho miếng nè. Bây giờ nó dễ hơn là mình từ dưới mình quét lên, mình quét từ trên xuống dưới là nó dễ hơn là từ trên quét xuống thì nó dễ hơn là từ dưới quét lên. Cho nên mình quét cho nó thiếu trên đây chút xíu cũng sao. Mình bỏ lên cục nhỏ mình vuốt xuống là nó đầy đủ rồi, thấy không? Nó đầy đủ cái móng. Cho nên anh chị em không cần nhớ là phải lấy làm sao đầy đủ dưới bột ở dưới nè, nó đẹp hơn. Ok, bây giờ mình làm cái móng này là móng leader nè. Ok, móng leader nằm đắp nè, mình đắp hết cái móng nè. Mình lấy cục bột cũng hơi nhiều một chút. Ok, thấm xuống nè, thấm xuống cho nó ráo nè, thấm xuống cho nó ráo nè. Ok, thấm xuống cho nó ráo. Nhưng mà leader mình phải canh, tại vì mình bỏ một lớp bột lia nữa nha, mình có lớp bột lia nữa. Đó, mình bỏ lên nè, thấy chưa? Đó, mình đẩy nhẹ lên nè, đẩy nhẹ, mình nghiêng qua nè, nghiêng qua đẩy cục bột nè, đập nè, nghiêng qua đập nè, thấy chưa, đập cục bột nè, đó, mình đập nè, thấy rõ không, đập, kéo xuống nè, đó, kéo xuống nè, kéo cục bột xuống nè, đó, kéo cục bột xuống, mình đưa cục bột xuống từ từ nè, lúc này mình vuốt không có được, tại vì nó đang còn ướt, mình không có vuốt được, mình đưa nó xuống đi, đó, mình đưa nó xuống, nó méo kệ cha nó. Đó, nó méo kệ đó, xong rồi mình cứ đưa nó xuống đây, rồi xong rồi mình nè, rồi mình thấy cái bột ở trên đây không, rồi mình lấy nhúng miếng nước nè, rồi mình kéo nè, mình đập nè, mình kéo lại nè, mình kéo lại cho nó đều nè, đó, kéo lại cho nó đều, thấy chưa, kéo lại cho nó đều cái móng nè, đó, tự động nó đều lại thôi, thấy chưa, tự động nó đều lại nè, đó, thấy không, nhớ là mình đưa nó xuống từ từ. Cọ số này, cọ số 16, từ cái cọ số 14 của tình yêu hết rồi, nó hư rồi, cho nên tình yêu lấy cái cọ 16 ra tình yêu đắp. 16, 14 gì mình làm cũng được hết đó nha. Đó, mình anh chị em thấy tình yêu giờ nó khô rồi mình vuốt nè, anh chị em thấy nó đều không? Từ trong ra ngoài nó đều không? Cái leader này thấy vậy cho nó khó lắm, là tại vì mình không có biết cách, mình cứ ngồi mình vuốt nó xuống là không được. Tại vì cái leader là mình không có vuốt, là mình phải đưa nó xuống từ từ. Đưa bột nó xuống từ từ, xong rồi mình đợi nó ráo rồi mình mới kéo xuống được. Tại vì mình còn một lớp bột lia nữa, nếu mà đắp dày quá là không được, đắp dày quá là mình sẽ đắp bột lia lên nó sẽ bị dày. Đó, thấy chưa? Rõ ràng không? Đó, tình yêu làm rất là gọn gàng, anh chị em thấy không? Nhớ là mình lùa nó xuống, xong rồi mình mới bỏ bột lia lên sau cùng. Ok, bây giờ mình bỏ cái ngón này mình làm kiểu nè. Đó, giờ mình làm kiểu nè. Đây, làm kiểu nè. Lấy một chút xíu nè, thấm nè. Cọ số 12 được sử dụng và giữ bộ móng như thế nào? Cọ số 12 thì bây giờ đắp thôi chứ đắp như thế nào thì mình thích cọ nào mình đắp cọ đó em. Minh Thư, em thích cọ số mấy thì em đắp số mấy thôi, chứ giờ giữ làm sao, anh đâu có biết giữ làm sao. Thì mình đắp lên, mình yêu thích cái cọ số mấy thì mình đắp thôi. Đó, nhớ đẩy sát sát lên. Tại vì cái này sao, cái này là màu white, mình đẩy sát sát lên 80%. Đó, 80% nha. 80%, đó. Từ từ rồi mình thấy tình yêu đưa xuống không? Đưa xuống nè, đưa cục bột xuống nè. Thấy chưa, đưa cục bột xuống nè. Đưa nhẹ nhẹ cái tay xuống đó, đưa qua đưa lại nè đó, đợi cho bột nó ráo là tình yêu mới vuốt, tại vì nó chưa có ráo là mình chưa có vuốt được. Anh chị em hỏi từ sư phụ đảm bảo 100% là thành công.
Cảm ơn anh Dũng nha anh Dũng. Anh chị em mọi người nên nhớ một điều là tình yêu lắm. Anh chị em vừa rồi anh chị em có thấy cái bộ nail của cái chị đó làm không? Ba ngày thôi, chị chưa biết làm một cái gì hết á. Chị tên là Nguyên, chị chưa biết làm gì hết. Mà chỉ 3 ngày mà chỉ về chỉ làm bộ móng, anh chị em thấy không? Không phải là mình quảng cáo đâu nha, tại vì học sinh nó thác vô thôi chứ thật sự mình không phải quảng cáo. Mình dám qua công ty anh chị em là làm được một bộ nail bình thường. Nếu mà người nào khá, người nào giỏi thì có thể làm được bộ ombre rất là đẹp. Nó không phải là đẹp 100%, nhưng mà so với những người mà làm đi học về đó là họ làm được lắm, họ làm rất là good. Tại vì họ học được cái căn bản của mình, họ nắm vững được cái căn bản của mình, họ làm được, họ làm rất là good. Anh chị em đến đi học đi. Tại vì anh chị em bỏ 700 đồng ra đó, anh chị em có chỗ ăn, chỗ ở. Tình yêu lo cho ăn ở, trời ơi, ăn lo ăn chu đáo lắm. Ăn uống là phủ phàng luôn, không có cần phải thất nét đâu. Coi như giống như trong nhà vậy đó. Giống như trong nhà vậy đó. Mình ở trong cái mái nhà đó là mình học 3 ngày đó là mình ăn uống trong cái nhà đó luôn. Đó. Rồi bây giờ tình yêu lấy cái màu trắng nè. Đó, tình yêu lấy cái màu trắng làm ombre nè. Chút xíu thôi. Nè, thấm lên đây. Nè, thấm lên nè, bỏ lên nè. Nó rất là đẹp nha, vuốt nhẹ nè. Đó, vuốt nhẹ nè. Đó, ví dụ nó dư ra nhiều quá là mình rửa bớt đi. Đó, mình rửa bớt ra bỏ ra nè. Đó, mình rửa bớt ra. Đó, cho nó bay cái màu trắng ra bớt. Thấy chưa? Đó. Rồi mình vuốt lại cho nó đẹp. Bỏ thêm cục nhỏ nữa thôi, đợi cho nó ráo. Ok. Ok, đó. Nhỏ nè, bỏ cục nhỏ nè, bỏ cục chút xíu thôi. Chút xíu nè, bỏ lên nè. Lo cái cuticle nè. Vuốt nè, đó, vuốt cái cây cọ nhẹ thôi nè. Thấy chưa? Đó. Nhớ là mình chùi mấy cái chỗ nào đừng có kim tuyến nha, chứ chùi có kim tuyến nó dính lên đây là thua luôn á. Đó. Đó, mình sẽ chùi ra cho nó bay cái kim tuyến ra. Nhớ không? Đó, vuốt vô, vuốt cho bột dư vô nè, đó. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Rồi, bây giờ mình làm cái gì? Sư phụ về ombre. Bây giờ mình bỏ bột ly nè, anh chị em coi tình yêu bỏ bột ly nha. Đây, bột ly nè. Nè, lấy cục bột ly nè, thấm xuống miếng giấy nè. Cho nó khô nè. Không có cần gì phải lo hết, Tiffany. Em không cần gì phải lo hết. Em cứ qua gặp anh đi, đừng có lo. Em cứ lo chuyện của em đi, còn thế giới để anh lo. Em đừng lo chuyện gì hết á. Em cứ lo chuyện của em bay qua đây đi, rồi còn mọi thứ thế giới để anh lo, ok? Đó, anh chị em nhớ vuốt từ từ nè. Đó, vuốt hai bên, vuốt vô, đừng có để cho nó mập. Nhớ không? Để cho nó mập. Đó, nhớ vuốt từ từ. Chị em thấy không, cục bột mình làm cái gì nó cũng phải từ từ, đừng có gấp, cho nó đầy đủ bột trên đây, tí mình vuốt nó không có bị mất. Thấy không, mình vuốt cục bột mình đưa vô, nhớ đưa vô, đưa hết mình vô luôn, đưa hết cái mình vô luôn, đó, đưa hết cái móng vô luôn, đưa vô hết cái móng, thấy chưa, vuốt lúc nào cũng hết cái móng, đừng có để cho nó phồng ra ngoài, thấy không, bột móng nó làm sao thì mình vuốt như vậy, thì bảo đảm anh chị em là móng khi mình ra là nó đều. Nó có dày là nó dày ở giữa chứ nó không dày hai bên hông. Tại vì mình vuốt ở giữa nè, mình vuốt ở giữa nó bè ra không nói, mà nó bị dày hai bên hông là cái móng mình nó bị mắc cái xếp. Cho nên mình lúc nào mình cũng vuốt hai bên ấy, mình cũng phải vuốt hai bên đó. Anh chị em thấy không? À, anh chị em nhớ cố gắng mình. Những cái này là những cái điều mà mình cần phải suy nghĩ tới. Là tại vì khi mình đắp bột á, đa số là những người mà sau này á, coi like của mình á, là đắp bột là y chang như mình nói gì đó. Là tại từ xưa anh thấy, mình thấy rất là nhiều người đắp bột là đắp bột nó bị hai bên này nó bị bè, xong rồi dũa dũa là cần cái dũa xoáy 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 như vậy là không được. Nói chung là mình cũng khuyến khích anh chị em đi học. Tại vì sao anh chị em đóng có 700 đồng mà anh chị em có chỗ ăn, chỗ ở, mình lo cho mọi người từng miếng ăn, giấc ngủ. Đó là thật sự mình ra tại sân bay mình đón luôn. Đó, đón xong về nhà là anh chị em cứ việc ngồi ở trong nhà ăn uống, mình có người, có bà xã nấu cho mọi người ăn luôn. À, coi như là mọi người ăn ngon và học là bảo đảm anh chị em không có lo một điều gì hết. Anh chị em cứ việc học là bảo đảm là anh chị em ra nghề. Cho nên anh chị em thấy tình yêu lâu lâu 3 tháng mới có lớp một lần. Tại lúc này có mùa dịch á, thì người ta có thể rảnh chơi thì tình yêu 2 tháng tình yêu mở lớp, chứ mọi khi tình yêu mở lớp 3 tháng không ạ. Anh chị em mà có cơ hội thì nên đi học đi, đừng có tiếc 700 đồng. 700 đồng nó có rất là lợi. Yeah, là mọi người làm được việc luôn, làm được việc chót ngon lành luôn, làm chót ngon lành luôn.
anh chị em thấy cái tấm hình này chiều cái chị Quyên nó chỉ mở lên không? Không phải là mình nổ đâu nha, mình nói thiệt á, hỏi anh em nào đi học rồi, đi thông tin học đi, đi học rồi về là làm, bảo đảm với anh chị em là không nhất nít là không chịu quá nha. Trời ơi, lại thúi quắc nữa, có thúi quắc hoài ở xe. Về tới chưa mà xưa thúi quắc à, về tới New York chưa mà thúi quắc? Em về tới gì tên New York chưa à, đi vô vô về đã. Ủa, về tới nhà rồi mà cũng còn thúi quắc hả? Tắm rồi cũng còn thúi hả? À, hello Justin, happy birthday lay nha đệ tử nha, hôm nay sư phụ happy birthday lay nha. Mình không phải nói chứ học trò của mình nhiều lắm, học trò của mình là coi như là đi học cái lớp của mình nhiều lắm, mình dạy từ đó giờ ít nhất cũng gần cả 600-700 người, nhiều quá rồi, thật sự là như vậy. Ra nghề chuẩn luôn á, chuẩn còn hơn Lê Dũng nữa. Ok, rồi mình check lại coi cái móng nào nó thiếu bột không thì mình cho thêm đó. Cái móng bên đây nó thiếu một chút xíu này mình cho nó một miếng, đừng có sợ, bỏ lên chút xíu thôi đó, lỡ hồi mình vũa nó không có, nó mắc bột rồi nó không đẹp đó, mình đừng có ngại gì hết trơn. Mấy cái này là mình đâu có gì đâu sợ, là mail mà thiếu thốn là chuyện bình thường đó, thiếu thì mình cho thêm thôi. Rồi bây giờ ăn tôi ở không có lo, đồ đạc cũng không lo luôn, chỉ đem theo cái máy dũa thôi. Ok, đồ bất cứ đồ gì tình yêu cũng bao hết, từ cái supply, cái cây, những cái thứ mà mọi người làm học á là không bao giờ thiếu thốn một cái gì hết, tình yêu lo hết. Ok, nhớ là như vậy. Đó, anh chị em nhớ cố gắng đăng ký đi học đi. Ok, đăng ký đi học về là bảo đảm luôn, lên nóc nhà là bắt con gà luôn. Bao nhậu luôn, không có bao nhậu nha, đừng phá đâu nha, đừng chơi gà game như cưng. Rồi có bao nhậu, bia là mấy cưng bỏ tiền ra cho sư phụ uống nha. Thì nếu không có bao nhậu, bao nhậu là lỗi mẹ luôn á. Trời ơi, tao đi làm cho tao lời chút đỉnh, mày tính mày hiếu, mày tính cho sư phụ nghèo luôn hay sao hiếu hả? Mày tính cho sư phụ không có đường ra luôn hả? Phá hoài. Thấy là nêu dũa mọi người, dũa rất là ít, nhớ dũa rất là ít. Ok, hello Tiến Ngô, khỏe không em? Hả? Khỏe không em trai? Sư phụ nào có dũa cây hú em nha. Oh, ok, sắp sửa có rồi. Anh khỏe lắm, khỏe như trâu vậy. Sư phụ lấy không được cho lấy được nó cũng lấy luôn. Nhớ dũa nhẹ nhàng thôi, không cần phải dũa mạnh nha. Sao bạn cũng lấy luôn hả? Hơn quá nó không lấy cái iPad của người. Hơn quá nó không lấy cái earphone là may lắm rồi đó, chứ mình đặt. Hơn nó giục lại, nó giục vô trong kẹt cho nó lấy là thú quắc luôn. Mình đặt. Hello Tâm Lê, khỏe không Tâm Lê? Lúc này làm giỏi rồi phải không? Đi học mấy năm rồi, năm mấy, hai năm về, giờ làm chùm ở chỗ đó, chùm ở khu đó luôn đúng không? Theo như tiếng Việt, ở khu Việt Nam mình nó gọi là chùm gì đó, chùm sóc gì? Rồi, nhớ clean ở dưới nè, đó, anh chị em clean ở dưới nè cho nó vô tư nè. Hello tình yêu của em.
thương hiệu của tất cả mọi người chứ không phải của em không đâu, đâu phải của riêng em đâu mà nó của em. Của tất cả mọi người đẹp nha. Mọi người đẹp cứ kêu tôi là tình yêu của em hết. Trời, gái đẹp nào mà kêu tôi của em là anh chịu hết á. Cho chị ba cái với cái ôm luôn hả? Chị gọi số điện thoại giùm em nha chị ơi, 8322167717 giùm em nha. Dạ, ai mua của ai cũng vậy, mua của em cảm ơn. Đó. Cười gì anh nói đúng không? Anh nói đúng không Ly Sinh? Đâu phải của mình em đâu, của tất cả mọi người dễ đẹp. Của tất cả người đẹp kêu anh bằng kêu anh bằng tình yêu của em là anh thích thích. Nhớ mình clean ở dưới cho nó sạch sẽ, nhiều khi nó về nó đụng cái tay nó cộm cộm á anh mọi người, cho nên mình phải clean cho nó sạch sẽ cho nó đẹp. Đó. Nhìn cái móng mình vuốt ở dưới thấy nó đều không? Thấy cái đầu móng nó đều không? Anh chị em nhớ là mình không có đè nha mọi người, mình đừng có đè cái đầu vuốt. Mọi người thấy tình yêu vuốt không? Không có đè. Mình không có đè. Đó, mình không có đè nè. Đó, mình không có đè. Đó, mọi người thấy không? Tình yêu không có vũa, không có đè. Đó, mình chỉ đè ở dưới ngoài cái đầu này, đó, mình lấy cái bột ra thôi. Đó. Hello Tony Huỳnh, khỏe không Tony? Đầu dũa này bên Canada mà người ta cũng mua nữa mà, chị bên Mỹ không mua, bên Canada mà. Nếu đệ tử của tôi bên Canada mà để kêu tôi là sư phụ, dù chưa học ngày nào cũng thích tôi là gọi tôi là sư phụ là tôi chịu liền, thấy không? Gửi con gà qua đây liền, thấy không? Thấy Tony gửi con gà 45kg qua cho sư phụ ăn chơi. Gửi con gà 45kg qua cho sư phụ ăn chơi đó, xong rồi nhận làm đệ tử liền. Trời ơi, có đệ tử nào mà tốt vậy không? Xong rồi còn mua đầu dũa cho sư phụ nữa. thấy đệ tử chịu chơi không? Đệ tử mà gửi gà 45kg qua cho sư phụ ăn, xong rồi còn mua đầu dũa cho sư phụ. Canada chịu chơi thiệt. Em ơi điện thoại em bắt mãi có gọi, có gì gọi lại cho chị em. Ô chị gọi giùm em đi chị ơi, số điện thoại 8322167717 giùm em nha. Em đang làm live đó, bây giờ em nhắn mọi người có thể gọi liền cái số điện thoại đó đó anh chị em. Gọi liền cái số đó đi. Đó, số điện thoại là 8322167717 liền đi. Gọi xong mua liền, đó, mua liền là ngày mai gửi liền. 3-4 ngày sau là có hàng xài. Cây xì như kêu vậy. Giờ mà cũng mới xuống DC hả? Trời ơi, sao tội nghiệp vậy? Chen đi đào. Thôi ráng đi. Gặp, nói muốn qua gặp tình yêu thì qua gặp rồi. Bây giờ có khổ chút xíu cũng đâu có sao. Mãn nguyện rồi, qua gặp tình yêu rồi, mãn nguyện rồi, đúng không? Mở mấy dũa này á, cái đầu dũa mịn này là mở 3 hoặc là 3.5. Nếu mà người nào làm giỏi thì mở số 4 thôi. Mấy bàn nha, còn cái mấy kia thì mình không biết. Mọi người đạp mấy bàn, mấy đạp thì mình không có biết số mấy. Nhưng mà làm mấy treo đó là mọi người để số 3.5 hoặc là số 4 là ok.
nhớ là đừng có mở máy lớn quá. Máy lớn quá vũ không được đâu, mở số 3 rưỡi hoặc là số 4 là ok. Xong là bây giờ mình giũa xếp lại một lần nữa ha. Ồ, ngón cái chưa giũa. Làm nhiều quá bụi nó vô. Có cái thằng nào nó làm nail hút hết ba cái mùi này đúng thiệt, nó nói đúng. Nó nói làm văn phòng cứ thân làm nail đúng thiệt. Làm nail dở lắm, làm nail ít tiền lắm. Nêu nghèo thấy mẹ luôn, mình nổ làm chi, ai biểu dân nêu mình nổ cho nó chửi. Làm tuần có 1.700 rồi nói 3.000 chi cho nó nổ cho nó chửi. nói ít ít thôi, ủa mình làm 1.700 mình nổ 2.000 thôi, ai biểu nổ 3.000 nó sợ quá nó chửi là đúng rồi. Nói nhẹ nhẹ mỏng mỏng thôi. À, tuần em làm, em dân làm nêu, dân dốt dân không có học, phải không? Mình làm nail mình tuần mình vỗ 1.700 thôi, mình nói nó 2.000 được rồi. Mình nói nó nhiều quá nó chửi là đúng. Anh Phong khỏe không? Lâu ngày quá ông điện thoại cho tôi. Lúc này ông có ghề, có con, có dâu đầy đủ, ông đâu có thèm tôi nữa đâu. Con dâu đầy đủ rồi bây giờ không biết, người tình thì tôi không biết nha, có còn chứ còn mà con dâu đầy đủ bây giờ đầy đủ quá, vui vẻ quá, đâu quên hết bạn già rồi. À, quá lâu rồi. Qua rồi. Chờ nó có dâu rồi, người ta vui rồi, chứ đâu thèm nhớ tới mình. Qua trước dịch, qua cũng gần cả năm rồi đó. Mấy tháng rồi. Qua trước tháng 3 mà. Thì quốc tịch mà, quốc tịch là mấy tháng đi thôi, năm đi thôi. Sắp sửa kêu ông nội rồi. Ông nội còn cổng con đi chơi ông nội. Già mà cố luôn. Đẹp giết nách luôn, màu trắng là bỏ hột xoàn lên là đẹp. Em nhớ đắp bột là phải sát ở trong da, trong thịt người ta. Dũa đừng có dũa nhiều quá, nó có cái lằn, thấy không? Mình đã nói rất là rõ rồi, dũa là phải dũa cho nó đẹp. Người ta nói, người hay nói mà không dám là dê. Sao không có? Tại không có thôi, chứ có là cũng dê, chứ sao không dê. Tôi không dê, tôi bóng rồi. Đẹp nhất nếp luôn á thiệt ạ. Có gì đâu, không dám, dê mà không dám gì. Dê thì có dịp nghe leo lên là dê thôi, chứ làm gì không dám. Cho tình yêu dài trái tim đi, ngón này đẹp quá. Này con ơi, con đấy thì xong rồi. Cho dài trái tim bay phới phới rồi chơi coi. Cho giờ trái tim bay cho phơi phới. Đó, đẹp nhất nát luôn. Đơn giản, kiếm tiền đơn giản thôi. Đúng không?